Alo, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đi, sáu, bảy. Chưa chỉnh mà nó được gì rồi. Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Mình sẽ làm một cái clip nữa test cái văn số bộ văn số T-Pass CISO T1980 mới nhất của hãng T-Pass. Thì cùng với đó là mình sẽ test một cái loại Miro hàng bãi 7 BBS 6 số mới vừa về, 6 số 350GS dùng S 6 số đây. Thì mới vừa về cũng chưa kịp làm gì, chưa vệ sinh, chưa gì hết, cũng còn bụi bặm dơ bẩn đồ đủ thứ hết trơn á. Thế nó hay cho nên là thôi làm clip nhỏ nhỏ quay cho anh em test, anh em thấy hiệu quả thì anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình sẽ giao hàng. Đây là bộ Miro BBS 6 số ha, BBS RAW sau, giao diện mặt trước của nó đây, màu nút nguồn, một cái phím giảm âm lượng mấy bên trái, ba cái nút control với lại một cái màn hình LCD chung cho hai bên. Bên đây thì cũng tương tự như bên kia thôi, nó cũng phím giảm âm lượng. Thì BBS đặc trưng nó sẽ xài jack kết nối tổng là jack 6 ly, có ba cái jack 6 ly. Mình đang cắm cái jack ở giữa đây thì xài chung cho hai micro, mà anh em nào muốn chỉnh riêng thì về xài là cắm hai sợi dây 6 ly để chỉnh riêng cho hai micro. Rồi còn ở dưới đây là bộ văn số CISO T1980. Hôm nay anh em sẽ thấy cái dàn âm thanh của mình toàn là màu tím không nè. Hả? Nguyên một dãy màu tím mộng mơ luôn, nguyên vùng trời ha. Đây thì là chiếc fan CISO T1980, hàng khủng nhất của T-Bass. Thì đây là cái cấu hình mặc định, mình chưa có chỉnh cái gì nha, mới vừa cắm vô rồi này kia thôi, chưa có chỉnh gì hết. Thì mình sẽ hát theo mặc định vậy thôi, chưa chỉnh luôn. Để anh em thấy cái độ chất của cái Miro hàng vải với lại là cái bộ quan số CISO khi mà kết hợp lại. Thì bộ này đem ra mình có thể làm show vừa và nhỏ, show cưới, tiệc tùng này kia đồ thì rất là chất lượng. Thứ nhất là Mi BBS cái tiếng lời rất là mạnh. Mình đang nói đây rất là nhẹ nhàng, không có gằn giọng, không có gì hết. Tiếng chân thật, rất là hay. Bây giờ hàng vải nó về rất là nhiều, mình rất là nhiều hàng vải về, tại sao mình không bán những cái dòng mi vải loại khác mà mình chỉ tập trung mình bán cái mic BBS mà thôi. Tại vì BBS là nó tốt, cái chất liệu làm micro là gia công rất là tỉ mỉ, rất là ok, hầu như là về tới đây là còn nguyên vẹn zin hết, chất lượng rất là tốt. So với lại mấy cái dòng mic bán thị trường, bán chợ Nhật Tảo này nọ thì là nó không có bằng, kể cả luôn những cái dòng mic xịn khác luôn. Cho nên là mình làm BBS để mà bán cho anh em nó là như vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ test hát thử một chiếc vang số T-Bass CISO T1980 với lại là một bộ Miro hàng bãi BBS 6 số S350GS. Một cặp loa 220 con 100 kèm 850 với khoảng cách ngồi là được gần 2 mét trong cái căn phòng là khoảng cỡ 12 mét vuông, rất là nhỏ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hi hi. 6. Đó là cái tiếng mặc định của van số chiếc van số CISO và T1980. Đó. Mình chưa có can thiệp một cái gì hết. Nói chung là mình chỉnh van số thì cũng được thôi. Mình thấy mặc định nó đã hay rồi thì mình tối ưu thêm thì nó sẽ hay hơn nữa. Nhưng đây mình test mặc định thôi. Thì nó được cải tiến từ chiếc van số CISO T1080M. Thì rất là nhiều cái hay trong cái nâng cấp của nó. Đặc biệt như con này là nó chạy chiếc vi xử lý con analog device 48 bit, thì cho ra cái âm sắc
nhạc cũng như là tiếng micro là cực kỳ là hay. Và cái van CISO T1980 này nó không có giới hạn cái cổng nào hết, cái cổng ra mình có thể tùy biến thoải mái. Cổng ra ví dụ như là thay vì những cái van thường, ngõ ví dụ như ngõ để mình giảm effect cho nó giảm vang một chút. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 6 7. 1 2. À, thì cái mấy cái van kia, mấy cái cổng nó cố định không có thay đổi được. Con này mình có thể tùy biến rất là cao. Ví dụ như mình có thể dùng ngõ center để đánh sub, ngược lại ngõ sub đến center, hoặc là ngõ left right ra mình có thể biến thành cái ngõ surround chẳng hạn. Mình có thể quán đổi vị trí, nó không có bó buộc một cái cổng nào hết. Mình có thể là chuyển cho nó thành hai cái cổng đánh sub để cho nó out ra hai đường sub, hoặc là bốn cái ngõ lo left right để mình đánh cho hai cái main chẳng hạn. Thì cái con này nó tùy biến rất là cao, và mỗi một cái đường ra mình có thể chỉnh được EQ trên đó, chỉnh được giống như cái lọc xì vậy đó. Nó mỗi một cái con là mình sẽ có một cái đường EQ, thì có nghĩa là nó sẽ tích hợp EQ điện tử. Trong này có 8 đường ra thì sẽ có 8 cái tương ứng như là 8 cái lọc xì đó. Cái hay của nó là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chiến thử một bài karaoke cho anh em nghe thử nha. Cái bên hát nhạc vàng Bolero của Quang Lộc. Alo 1 2 3 4 5 6 7 2. Đây mít đây bé 6 số nha anh em. Số hàng bãi F350. Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tươi, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giật thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, ôi dân bao cảm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn, và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm, màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mờ khắp lối, như màu yên sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình tan trường về, hẹn nhau dọc phố chơi. Thơ bay mưa rơi nhiều, chiều bờ vơ một bóng, trên phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao dần người. Lặng lối tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót giây theo mây về cuối trời. Y 5 6 li và tiếng reverb rất là mỏng. À, nó là cực kỳ mỏng. Chỉ với một cái cặp loa của mình, loa Trung Quốc thôi, Nestle Trung Quốc. Ôi
đâu nữa. Ai trong ai bên khung cửa, ai đưa ai dìu bước nhỏ, những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vơ một bóng, khu phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao dần người. Làng loi tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót giày theo mây về cuối trời. Làng loi tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót giày theo mây về cuối trời. Dạ đúng rồi anh Nguyễn Thiên ơi, mình em chỉnh cho nó lên xíu đi cô, với cái mặt định của nó nghe cho nó có tiếng thật của cái micro mà. Tại vì cũng vừa test cái vang số mà em cũng vừa test cái micro hàng bãi mới về luôn. Cho nên là chưa có sấy cái vang số đó nhiều, chưa có chỉnh vô. Thì khi mà em chỉnh em sẽ cho cái đuôi reverb nó dài lên tí. Đây anh em bộ mấy cái micro hàng bãi nào mới gì nè, đây mic 7 6 số S350 gửi. Thì hàng đợt này về rất là đẹp này, zin đầu micro này kia zin, nói chung là zin đét hết á. Đây hình thức nó nè, giờ chưa có kịp soạn lại dây nhợ đầu thu mình còn đây mấy chục cái đó. Alo alo đây cái cây mình đang alo đang cầm nè, bóc đại ra một cái rồi bỏ pin vô hát thôi chứ cũng chưa có làm gì. Alo 1 2. Thì mấy cái này nó cũng tương đối là phù hợp túi tiền với anh em làm xô âm thanh. Mi thì 2 triệu, con này thì bán lẻ là 2 triệu 9 một bộ nha anh em. RS350. Anh em nào có lấy số lượng thì liên hệ trực tiếp với mình để có cái giá tốt hơn. Thì vang số Siso T1980 thì giá bán lẻ là 9 triệu 500 ngàn một cái. Chính hãng của Siso mình được bảo hành 3 năm. Tiếng con này nó chân thật quá. Mình nè, mấy nãy muốn bệnh cái giọng nó khẳng khẳng mà nó vô cái lo nghe ra tưởng bị bệnh tới. Đây mình quay lại cho anh em thấy nha. Hello. Đây đang test cái mấy cái mic 7 VBS 6 số. Thì gần Tết rồi show chậu cũng nhiều, anh em nào có có cái nhu cầu nâng cái micro cho tiếng nó hay lên, cho dàn nhạc mình nó ok thì có thể tìm liên hệ mình mua cái mic VBS mình đang test đây. Tiếng rất là chất lượng, mình hát chưa hề nè, không hề gằn giọng bất cứ một cái gì hết, nhẹ nhàng. Nếu như mình hát vô là lớn lắm. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là coi như cũng mới có đọc thôi, chứ chưa phải gọi là ca. Thì có rất nhiều khoảng 30-40 bộ gì đấy. Anh em nào mà có hứng thú lấy hết lô thì cũng điện cho mình cũng cho cái giá lấy hết lô. Thẻ thì mình đã báo giá rồi đó, anh em nào cần thì alo trực tiếp cho mình nha. Một bộ như thế này thì anh em đi rất là ok, chỉ cần các bạn mixer có các cái ngõ out, cái ngõ return này nọ mà mixer được tí xíu thì mình sẽ sử dụng cái Siso T1980 này mình làm mà lấy
làm cái effect rời, lấy echo với lại reverb á, reverb rời cho cái bàn mixer thì tiếng mình nó cải thiện cho cái dàn mình rất là hay. Đặc biệt là anh em đi show là quan trọng là gì, cái tiếng micro, cái dàn của mình nhạc nó hay rồi mà tiếng micro nó còn dở là coi như anh em đi show là bị chê liền. Sao mà cái mic nó nặng quá, hay là tiếng nghe đục quá, hay là hát ra nó không giống cái giọng thật gì đó chẳng hạn vậy. Thì có cái mic 7 BBS của mình thì nó sẽ khắc phục hơn lên rất là nhiều đấy. Đây, nhà nhỏ nhưng mình vẫn cố gắng mình test một cặp loa là chuẩn sân khấu cho anh em ha. Đây loa mẫu mới thùng hậu rất là sâu, hậu kiểu array Nestle, hàng tàu nha anh em, hàng Trung Quốc đấy, không phải xịn đâu. Hàng tàu 220 có 100, càng tới 850 rồi. Cái nhà 12 mét vuông mà thử là thử, càng 850 chơi vậy đó, nó mới sốc. Vậy càng bự nó dễ hú. Mà mình ngồi ở đây sát bên rồi mình ca nó không hú, có nghĩa là cái micro của mình nó chất, nó nhẹ hú hơn là mấy cái mic hàng thị trường. Đó. Gớt cái bóp bóp luôn rồi lấy lên hát tiếp. Rồi anh em nào muốn test thử nó không? Mình test một cái... Trời gớt nữa, gớt hoài gì? Gớt vậy ngồi chắc bỏ luôn quá, sao hát gì được. Rồi mình test thêm một bài nữa nha. Càng bài nó đi thể loại khác. Nãy nhạc buồn, bây giờ ca nhạc sôi động. Đi 5 6. Hồi nãy mình hát cái này là reverb tí xíu delay, rồi bây giờ mình sẽ cho nó hát chuyển quay cô. Alo 1 2 3 4 5 6 liên sống bảy. Echo mặc định chưa có qua chỉnh sửa nha anh ơi. Nhạc sống đây chè chè. Nói lại tình xưa này, hướng bài giai điệu xôm xôm. Alo. Nhạc sống bên Long Quyền. Miro BBS thì sống rất là trâu bò nha, nhạc sống bên Long Quyền. Nên là sống đi xa mạnh, hát khu vực đông người là không có bị mất sống, rất ổn định. Chất lượng của nó là mấy anh em mà bộ show ta đi show chuyên nghiệp ở Sài Gòn, show sự kiện luôn, người ta vẫn xài mic BBS của mình nha. Sống rất mạnh. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Vài năm còn đường xưa, nhưng chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào, anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mềm giá băng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời,
chuyện dễ vang buồn lũ luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi pha, tình vào thiên thu mãi mãi em sẽ không suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về xây mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa dòng tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mạc mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Đêm trăng sau tha thiết thương người xưa, dệt mùa thương qua ân ái cố chẳng phai nhòa. Ta nói lại tình xưa sóng tròn mùa đông buồn thuở, chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Mix BBS 2.9 một bộ, nhạc sống Minh Quyền ơi. Chút xíu mình inbox lại cho. Mang số T-Bass Siso T1980 9.500.000 một bộ. Chất lượng cực kỳ hay luôn. Hay mình chỉ đấu nói cái bộ video qua cái mang số này thôi. Rồi qua cục đẩy luôn, chưa có qua lọc xì, qua mixer hay là idol hay là bất cứ cái gì đó. Chỉ vậy là quốc tế là nó đã hay rồi. Anh em có thêm mấy cái dàn rời đó, anh em đấu nói vô, anh em chỉnh thêm thì nó ok hơn. Liên đây mình chuyển qua đi vào thôi, mình khoán hết vị vào quá. Hello hello hello. Một đêm trăng sao ta thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua hằng ái cố chẳng phai nhòa. Ta nói lại tình xưa sóng tròn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Ôi cái laptop của mình hết pin rồi. Chui xe nó không ăn gì. Đây nó có pin lại rồi, hên quá. Hello. Chào tất cả anh em làm nhạc sống. Video văn số thì trên thị trường nói chung thì có rất là nhiều, nhưng mà không phải cái nào nhiều thì mình bán cái đó. Mình thì mình chỉ bán những cái nào gọi là nó chất, gọi là nó chất lượng, là đúng với cái số tiền mình bỏ ra nó ok. Chứ mình không có chạy theo số lượng, mình cũng không có chạy theo thị trường hay là hàng hóa gì hết. Những cái sản phẩm là mình bán ra là thực tế mình đã đi test, mình đã đi lắp cho khách hàng, đã lắp cho phòng karaoke hoặc là hát gia đình. Nó chất lượng nó đảm bảo thì là mình mới tìm mấy cái nguồn hàng đó mình đem về bán lại cho anh em thôi, chứ còn ngoài ra thì không có bán đại trà. Thì ai cũng đi làm hết, ai cũng vợ con hết, ai cũng cà phê cà pháo ha, nhiều anh em chơi chích luôn. Thì ai cũng làm có kiếm thu nhập vô, thì mình cũng vậy thôi, mình cũng bán, mình cũng kiếm cà phê chút đỉnh vậy đó. Alo. Ôi sao cái máy nó khởi động vô đây là sao nó không vô Win mà nó vô cái gì vậy? Mình sẽ set cho cái reverb nó
lên nhiều chút xíu, anh phát nó ít quá, nghe anh không được hay. Alo. Anh thêm qua system đi xong đây. Cái này không bấm mà đi bấm vô hệ thống thằng tử ra nó không có, nó không có tiếng, không có vô Windows. Đây anh em nào muốn chiêm ngưỡng thì mình quay lại đây. BBS. Đấy. Đây chi tiết cho anh em nghe thực tế đây nha. Có nhạc lại rồi. Đây. Thì dòng BBS mà tai kim loại nó có 3 loại nha anh em. Nó sẽ có tai kim loại màu vàng, rồi màu bạc, với lại là màu xám bạc. Thì ở đây nó sẽ về cũng có 2-3 loại nè. Đó. Nó gắn lộn xộn tai rồi mình phải sắp xếp lại cái nào vàng, cái nào bạc, cái nào xám, cái nào đồng chì kẽm gì ở búa xua. Đủ loại hết. Đó, đây đầu thu. Zin hết nè, tem đồ còn. Tem tem cái mạc của thằng BBS nè. Trên đây, với lại mấy cái tem niêm phong, sao đuôi máy đồ vân vân các kiểu thì nó còn. Nói chung là rất đẹp, chỉ dính bụi thôi. Đó. Thì mình lấy con ra nè, coi để đến đây thử đó. Mình lôi thêm con nữa ra, mình quay chi tiết cho anh em thấy nha. Mình để thêm 2-3 cái bộ micro lên trên ghế luôn cho anh thấy nhớ rõ. Đây nè, 100%. Alo. Đã đi. Đừng lăn lăn gớt cái hư không có bán uổng à. Nè. Đó. Đây. Đó. GS S350 GS. Đây mặt trên có in logo BBS nè. Logo đó đây. Đấy, rồi cái này bên hông, phía sau tem gì các kiểu gì của nó nè, đủ loại hết nè, tem này kia nguồn. Đấy, này là cái đầu thu anh em, nguyên cái đầu thu nè. Rồi tai mi thì anh em thấy rồi đó. Ok hết rồi, giờ sao ta, chắc chuyển qua múa lửa quá. Alo. Nãy đàn hát tự nhiên hết pin lãng. Ghiền quá chơi thêm bài nữa. Nghe cho nó tiếp tục chút. Alin. Đi 56. Thoáng qua trong đời
đường xưa tìm tới, ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng. Thank you. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nói liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường xưa hoa nở sánh vai tuyệt vời. Rồi ok, chào bác, nghe ấm quá, cảm ơn nhiều. Mình lấy thiếu một cái cây ngẫu nhiên ra bỏ pin vô hát nè. Chưa có giò sống. Nghe cũng buồn lắm ly. Ngày đó đã xa rồi, thương tim sầu lên môi. Khó qua trong đời, tình xưa tìm tới. Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nói liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời. Alo. Okay. Thì là đó, mình test cái lô mic mới về rồi đó. BBS 6 số 350GS. Và anh em nào có nhu cầu mua micro thì nếu như ở Sài Gòn có thể ghé qua cửa hàng trực tiếp bên mình, số 480 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Anh em tới test, alo hát thử. Ok, thì lấy gì xài. Anh em ở tỉnh lẻ xa mua hàng thì có thể một có nhiều cách. Anh em có thể ra nhà xe đóng tiền cho nhà xe. Thì nhà xe nó sẽ gửi tiền lên đây, mình ra trình xe, cái mình gửi hàng, mình gửi micro về rồi mình thu tiền tại trình xe. Và anh em nào có tài khoản ngân hàng nhanh gọn thì nhắn tin chuyển khoản qua, hoặc là ra ngân hàng đóng tiền. Thì chuyển khoản qua bên này mình nhận được thanh toán thì mình cũng ra nhà xe mình gửi về, hoặc là gửi qua bưu điện, gửi qua xe của thằng Viettel chuyển phát nhanh. Thì cái nào cũng được hết. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip test thử mấy cái micro hàng bãi với lại cái van số. Van số của thằng Shiso T1950.
Rồi, cảm ơn em nhiều nha.